vì những sự tổ chức tuyệt vời như thế này. Đến từ ekip của xin chào, cảm ơn ban nhạc, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn mọi người. Và đặc biệt là cảm ơn Thanh Xuân Guru vì chúng ta lại một lần nữa được đứng đất cùng nhau. Có bao nhiêu chặng đường, có bao nhiêu lần mình đã nhục chí rồi đó. Nhưng mà với ngọn lửa lớn như thế này, với những tình yêu thương như thế này, lại nhen nhóm trong lòng mình một cái động lực rất lớn để mình có thể lại tiếp tục làm một điều gì đó. Thật ra làm cho mình là một phần, nhưng đến lúc này rồi là giai đoạn mình phải làm cho khán giả của mình, làm cho tất cả mọi người, làm cho những sự yêu thương và cố gắng vì tình yêu của mọi người như thế này. Chắc là đây là một vinh hạnh lớn nhất của đời làm nghệ sĩ của mình. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Từ đầu giờ chiều ngày hôm nay đã rất rộn ràng. Chúng ta lần đầu tiên có New Smart Sign, nơi mà các bạn sẽ được giao lưu kết nối và xin trực tiếp từ thần tượng của mình. Đã có rất nhiều tiểu phẩm hài được diễn ra và các bạn có thể theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội ngay từ bây giờ. Nhưng mà trước hôm nay chúng ta ở đây cùng với Minh Phước Thịnh, đúng không ạ? Và đây một trận chúng ta dành cho nhân vật tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Đã có rất là nhiều New Chill Night được sinh ra trong khoảng thời gian dịch Covid, và những lúc chiều nay đó hầu hết là dùng để phát sóng và dùng để có thể như một cây cầu để kết nối với tất cả mọi người. Những lúc chiều nay ngày hôm nay được nâng hạng lên một tầm cao mới, đó chính là New Special Night. Từ Special ở đây dành cho tất cả những người Special, dành cho tất cả những người rất quan trọng trong cuộc đời của mình, và dành cho những người rất quan trọng trong làm cả một chặng đường đi hát của mình, đó chính là tất cả mọi người đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời cảm ơn Tuyền Năng rất nhiều. Một tràng hỗ tay cho Tuyền Năng, là một cô em rất đáng thương.
Thật ra có một đoạn thời gian mình có bị hát những cái bài cũ của mình, xong rồi mình cứ tâm tư một điều rằng khán giả của mình lúc này đang cần gì. Mình cứ tâm tư một điều rằng là liệu bây giờ mình xào những cái bài cũ con ai nghe đúng không? Đó, thì thời gian này là thời gian mình xào lại rồi mình ôn bài rồi mọi người. Nhạc cứ lên ạ. Được hình như ước. Lát anh hiểu nguyên mình. Đã không ạ? À? Mọi người biết không? Hoàng hôn cũng có cái đẹp của hoàng hôn đúng không ạ? À? Luôn luôn những ánh hoàng hôn là cứu lại cả một cái khung cảnh rất là đẹp. Ở đây có ai đi chữa lành ở đây không? Chữa lành dữ chưa? Sao em? À sao? Gì? Sao em hay trả lời quá? Cho Lưu xin một cái ghế ở đây đi ạ. Nó muốn được ngồi thư chuyện với lại khán giả của mình ạ. Em ơi, em có thấy cái màn hình bên kia không? Anh bị cộng. Quan nó yếu. Đấy, mình vẫn xoay sang đây được, được không? Ok. À, có những cái bài hát mà đã đi rất sâu vào trong tâm thức của mọi người và nó trở thành một trong những cái bài hát rất hit của mình. Thật ra thì mình phải, cái này mình phải flex một chút xíu. Là bản thân mình rất may mắn khi mà có thể cái mặt mình nó có duyên á, mình hát cái bài nào là được mọi người yêu thương và coi như là ghi nhớ cái bài đó. Cho nên là từ nãy đến giờ khi mình hát thậm chí cả những cái bài hit của các bạn nhạc sĩ khác nữa, thì mình cũng cảm thấy bản thân mình rất là may mắn. Và lúc này thì mình cũng ráng định soạn lại những số bài hit còn lại của mình để mà mình có thể hát tặng cho mọi người. Thì từ đầu là có Lặng Thầm rồi không mà, rồi có Giá Như của Huỳnh Quốc Huy, rồi bên cạnh đó thì có Xin Mượn Thêm và Đóng Tiền Tác Quyền Đàng Hoàng cho hai cái bài hát đó. Yên tâm, show này là show public, không thể nào mà hát chui được, cho nên là có nhắn gọi cho Rain Heaven thì mượn bài Từng Quen, và có gọi cho Ô Liu thì để mượn cái bài Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau. Thì tại vì thế này, đây là những bài hit của các bạn, cho nên là Nu ngưỡng mộ và những cái bài hit đó, và khán giả của Nu thì lại rất là yêu thích những bài hit đó, cho nên là Nu rất là muốn có được những cái bài hit đó ở trong cái show của mình để mà hát cho khán giả nghe. Và có thể đây là cái lần thứ hai sau khi mà Nu hát cái mashup ở Làng Sống Xanh đó. Và gần đây cũng phải cảm ơn Làng Sống Xanh rất nhiều, cảm ơn chị Diệu Minh rất nhiều vì đã coi như là rất là kiên nhẫn để lôi Nu lên sân khấu để mà có thể hát được cái mashup đó và để có thể gửi đến mọi người. Thì quay lại với những cái show hát lần này thì Nu cũng phải cố gắng để Nu tìm những cái bài hát mà mọi người quen thuộc, chẳng hạn như Chẳng Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi nè đó. Nhưng mà Chẳng Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi phải đi với một bài hát mà mọi người có thể đã từng nghe nhưng mọi người quên mất, mọi người chưa biết. Thì bây giờ xin cho phép Nu mashup hai bài này lại, sẵn tiện mình nghe một mà mình được hai luôn, đúng không ạ? Một mashup của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ và lời Việt của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy được mang tên Chẳng Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi Và Mất Cả Thế Giới. Mọi người có công nhận với Nu là ba lát lúc nào cũng xuyên thẳng như tim của mình không ạ? Bản thân Nu hát ba lát cũng rất là sợ vì cái cảm giác đó nó cứ ăn mòn lấy cái tâm trí của mình mỗi ngày. Nhưng mà mọi người có đồng ý rằng là ba lát rất xuyên không ạ? Overthinking đồ đó ha? Chưa đâu ạ. Còn những bài ballad còn mùi hơn như vậy nữa. Mà nghe nữa không, mọi người còn thoải mái đi nghe ballad nữa không ạ? Một mashup tiếp theo đến từ vị trí của nhạc sĩ Vương Anh Tú và một tác giả của một cuốn sách. Tác giả Anh Khang đã viết một ca khúc Thương Mấy Cũng Là Người Dưng. Phát
và chữ ở đâu nhiều đến vậy để có thể viết ra được những ca từ đẹp như thế này. Thôi thì cứ nghe nhé. Và nếu đọc tới trái tim của ai thì hãy sửa ấm lấy trái tim của mình đêm nay được không ạ? Trong cả một chặng đường 15 năm như thế này thì tôi cảm thấy đến bây giờ mình rất còn hạnh phúc. Cứ tưởng một ngày mình đứng trên một sân khấu không còn một bóng người nào cả, nhưng luôn luôn mình vẫn ở đó, có rất là nhiều những sự yêu thương, những sự kỳ vọng, những sự thúc đẩy và những sự ủng hộ rất là lớn từ tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người một lần nữa rất nhiều vì đã luôn luôn cười và luôn luôn đem tới thanh xuân của Nu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ muốn nghe gì ạ? Muốn nghe một cái gì đó thay đổi một chút không ạ? Hứa đi, hứa làm thay đổi đi. Ủa cô dâu, mình cầm bông đi đâu vậy? Nhà bông đẹp quá ta. Tìm anh hả? Hát những bài của mình á, hát của bài của mình á, nhiều khi cũng muốn pha trộn một chút, nhưng mà mọi người biết không, Nu sợ hát bài của người khác á. Nu có rất là nhiều những bài hát mà Nu rất yêu thích, Nu có rất nhiều những bài hát mà Nu gọi là sao ta rất muốn hát, nhưng mà tại vì nghệ sĩ phía trước á, người ta hát hay quá rồi, Nu không muốn phá đi cái cảm xúc đó. Nhưng mà mọi người thì lại, khán giả thì lại luôn luôn mong đợi nghệ sĩ của mình có một chút gì đó bứt phá, một chút gì đó thay đổi. Vẫn là một bài hát đó thôi, nhưng mà khán giả vẫn muốn có một làn gió mới, vẫn muốn cái người nghệ sĩ mình thích á, thổi một cái linh hồn mới, làn gió mới. Có thể Nu sẽ là người hát không phải là hay nhất cái bài hát đó đâu, sẽ có rất là nhiều người hát hay hơn, nhưng mà điều quan trọng Nu và mọi người ở đây chúng ta cùng thích đến cái bài hát đó, đúng không ạ? Chờ Nu chút đi báo tâm rồi Nu quay lại, Nu sẽ hát cho mọi người. Showcase hoặc một cái fan meeting nó thật gần gũi như thế này thôi. Mọi người ngoài kia cũng có nói là sao mà 4 năm rồi quay trở lại mà làm một cái showcase vậy thôi, không phải là một quy mô lớn hơn. Nhưng mà nếu quy mô lớn hơn thì cái sự xa cách nó sẽ nhiều hơn, phải không ạ? Làm vậy thôi thì người trong nhà mình cũng chơi với nhau thôi, được không ạ? Và không thể nào thiếu một cái ca khúc mà trong những khoảng nghỉ ngơi của mình á, các ca khúc mà bị ép đưa vào cái tình huống là bắt buộc phải xuất hiện, bắt buộc bài hát nó phải ra đời. Bài hát nào? Thank you so much, Chris. Mà cái bài hát nó hát đó hồng như thế này cũng rất là hợp, tặng rất là tặng đúng bài luôn đó. Và để nói tiếp về cái bài hát này, luôn có rất là nhiều những cái bài hát nằm trong kho nhạc của mình. Và thậm chỉ có những bài hát mà Nu thích đến nỗi mà Nu chỉ để trong iPod để mình nghe thôi. Chứ mình đôi khi nó qua cái season của nó, là nó qua mùa luôn rồi, nó qua cái giai điệu của nó luôn rồi, cho nên là mình cũng không có lít nó ra thôi. Thì bài hát nào cũng sẽ có duyên với lại thị trường âm nhạc lúc đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó Nu cũng đang là những cái Nu cũng nghỉ ngơi, Nu cũng là kiểu làm đúng rồi, chính xác, cảm ơn nha, cứ làm đồ đó. Và vô tình thì lúc đó
lại được có một cái lời mời để cùng xuất hiện với cái bài hát đó. Và trong một hình, một cái tạo hình rất là lạ, đó chính là hoàng tử rồng. Thì lúc đó mình mới nói là bây giờ mình luôn mà xuất hiện qua thời gian này, luôn không muốn xuất hiện qua thời gian này. Thì người ta nói ok, nếu luôn không xuất hiện thì để hoàng tử rồng xuất hiện, và hoàng tử rồng sẽ hát. Và lúc này thì không phải hoàng tử rồng mà là chính luôn vô tình sẽ hát ca khúc này cùng bạn chân. Mà nói thiệt là giờ này là có ba cái hoàng tử rồi chứ không hoàng tử gì nữa đâu. Giờ này ai giới thiệu hoàng tử nó nghe ngộn chết được ấy. Giờ này là già lắm rồi, cũng 40 rồi mọi người ạ. Thôi thì cho mình sống đúng tuổi của mình đi. Mình ở đây ai kêu mình bằng chú đâu, giơ tay. Thấy có cái mặt là khác đó, mọi người đặt chơi đây là ai kêu mình ép đi, giơ tay. Đó, cái nốt nhạc đó là nhắc nó hát đi đó. Rồi ok, cho mình đứng bệnh đi ạ. Và đôi khi á, những cái khoảnh khắc mà được tương tác với mọi người, được gặp gỡ mọi người và hát cho mọi người nghe như thế này, đó là cái điều mà mỗi ngày mỗi khắc tôi đều nghĩ đến. Và cũng may, rất là may hơn bao giờ hết, nhờ vào những cái clip mà các bác dựng dựng bắt của các bạn, là các bạn đã níu kéo lại một cái ngọn lửa rất lớn trong lòng của những người nghệ sĩ, để mà chúng tôi có thể có thêm được động lực và ngọn lửa để mà có thể hát và đứng trên sân khấu để có thể được gặp gỡ và được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như anh Nô có chia sẻ thì khán giả chính là nguồn động lực rất lớn để chúng ta có showcase ngày hôm nay, New Special Night. Nhưng mà thật sự thì với rất là đông khán giả đang có mặt ở đây thì nó cũng tạo nên áp lực cho em. Sao vậy? Áp lực là gì này, để em kể nhanh nghe lên đây đi. Trời ơi, còn tôi áp lực lắm. Không phải chỉ có mấy bác gửi gắm đâu, bác trên đây cũng gửi nhiều lắm. Nên là mình thiếu em anh nha. Mình đi dạo hết mấy vòng chứ lát em về nhà có được. Tại vì cũng rất là lâu rồi, 4 năm rồi chúng ta mới có một đêm mình riêng của chính là New Phước Đình. Với những khán giả yêu nhạc, chúng ta có New Sponsor. Và biết không, cái khoảnh khắc mà khi mà New Sponsor vừa kết thúc á, em vừa bước xuống em chuẩn bị đi vô trong, anh em yêu chị biết mà đúng không? Tại vì sao? Tại vì có những thế lực đã giữ em lại. Và nói vậy là chị ơi, 4 năm rồi mới được gặp anh ấy chị. Chị ơi, chị giữ anh lại, làm một thủ đoạn, làm hết tất cả các hoạt động cho em. Đừng để anh chị hát không. Cái xong mấy bạn hỏi, trời ơi em không có chị hát một nữa. Cái xong mấy bạn nó mới gửi một danh sách rất nhiều những điều mà các bạn muốn anh Lương Quốc Tịnh sẽ làm trong đêm nay. Xí nha, anh nghĩ điều đầu tiên của em muốn là lột khỏi đêm nay đúng không? Vậy em nói gì? Hả? Lột cái gì? Thì đại khái là lột cái gì được thì lột quá. Những cái lời chúc mà các bạn đã gắn lên trên. Đúng rồi. Chứ mọi người nghĩ gì nhỉ? Mình thích các mọi người nghĩ. Mấy bạn nghĩ giống tôi vậy đúng không? Nhưng mà từ từ cái khúc đầu đó chiếc xe gì cũng sẽ có lên. Bây giờ chúng ta sẽ... Ủa? À, đâu có nói gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần... Nhưng mà mình sẽ chia sẻ những cái lời nhắn của những khán giả đã để lại ở trong Stanley, hình ảnh quanh New Phước Tịnh ở New Sponsor. Và xin mời ban tổ chức của chương trình ạ. Ở đây là hội chiến của bạn nào đã có mặt từ rất là sớm và ghi lại những lời chúc cho Nô ạ.
rớt rồi đi. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn một vài thông điệp để chia sẻ với mọi người nhé. Anh chọn trước đi. Một vài thông điệp mà đứa nào ghi chữ xấu nhất anh được này. Chữ xấu ở đây cũng dành hả ba? Ở đây ai ghi rồi, giơ tay lên được không ạ? Sao có nhớ gì quá hết cho người giơ tay. Ghi thiệt mà. Thế nè, giả ngàn ghi lộn nhẹ cái này nè. Ở đây ghi là New is the best. Cần Thơ nhớ anh, sếp. Cần Thơ nào? Nói nghe nè, ai ở trong đây bầu số mệnh thì bầu số mệnh đi Cần Thơ giùm cái. Tao quá rồi, em thèm gọi anh Cần Thơ lắm rồi. Ừ. Miền Tây cũng được, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Nào cũng được nha. Anh ơi, câu này nó đơn giản quá, nó chỉ là một lời nhắn thôi. Em thấy câu này đặc biệt nè. Ai hỏi anh nuôi giùm mình khóc trong mưa có bớt đau hơn không? Câu này có nhiều người hỏi nè. Tốt nhất là mình đừng có khóc mấy em ơi. Sao mình lại phải để mình khóc đúng không? Mình phải yêu thương bản thân mình. Phải làm cho cái đứa kia nó mới khóc. Đồng ý không? Không có khóc trong mưa nha em. Mưa nó không có xóa nhòa đi giọt nước mắt của em đâu. Nó chỉ làm cho tâm trạng của em buồn lên thôi. Nhưng mà mình làm sao để mà mình cho cái đứa kia nó khóc nha. Phải không anh Văn Chí ơi? Dạ, giờ mới được gặp mặt bên chuyện của bên đây. Dạ. Đúng rồi, lát nữa là không có khóc trong mưa nha. Không có biên cái status ẩn ý, ẩn dụ gì hết nha. Mình 2024 rồi, không ghi mấy cái tay tết là buồn thảm nữa. Ê, mình chơi tới sáng lắm, mình hiểu vậy nha. Ra nào luôn. Cậu cậu cho chị đọc lời nhanh, cái khúc này cũng chấm tầm nha. Chà, bây giờ lại đèn lên mới thấy được những gương mặt nha. Trời ơi. Dạ không, tiền không là tiền một chút chạy bên đây. Tiền không luôn nè. Và xin một lời nữa dành tới xin phép nói một lời đó là gửi đến cả khán giả và cả những anh em linh đang giữ trật tự. Cảm ơn các anh vì đã luôn luôn giữ trật tự ổn định trong cái show được diễn ra là thành công. Nhưng mà xin hãy nhẹ tay với tất cả khán giả của em. Vì chắc là trong lúc tổ chức show thì sẽ luôn luôn có những cái khâu trục trặc và các anh cũng đã làm hết cái vai trò, coi như là làm hết được khả năng của các anh. Cũng xin các bạn hãy hỗ trợ hợp tác với các anh để mà chúng ta để cho các anh có thể làm trọn được trách nhiệm của các anh. Vì nếu các anh không làm trọn trách nhiệm là các anh bị trừ tiền nhé. Anh em sẵn sàng đọc cái gì chứ? Ok ạ. Mặc áo vào đi, thứ em cần là cảm giác của anh. Không dám ghi tên nha mọi người. Dám mà ghi tên tôi đọc tên lên liền cho mọi người nghe. Đây là một lời nói dối đáng yêu. Tên gì ạ? Chị tên gì ạ? Trăm Bùi. Chữ cũng xấu lắm luôn. Bé bên đây nhắn là chị ơi, chọn giùm em giấy nốt màu vàng ở đây chắc có 800 miếng màu vàng. 66. Chữ 66. Lát anh tặng chị 50. Câu đó xong rồi. Em nghĩ chị thích 50 đến bạch sao. Không có tầm còn vàng được 50. Để kiếm ra màu vàng. Câu hỏi này không? Trời ơi, vàng gì đó, em coi bữa luôn đi. Em lựa đi. Hay là người ta không dán lên. Ê, tính ra mình mua phước thịnh mà hài được giờ là giờ mọi người luôn đó mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hả? Kiếm đi. Đợi đợi chút. Màu hồng đi. Bé ơi. Lấy rồi chị, lấy rồi. Nó 20 miếng màu hồng. Lát gửi chị gửi qua nha. Nó anh thấy cuộc sống em áp lực ghê chưa? Áp lực. Ước mơ nhỏ nhoi là được. Ước mơ nhỏ nhoi của em là được cưới Nu làm chồng. Anh cứ ngồi yên đó hát cho tụi em đi làm. Thì cứ để tụi em. Quên. Là giống như cái máy để nhà anh bật công tắc cái để đi làm cả ngày rồi đó, xong về nhà là mình hết pin. Tắt đi. Cái vấn đề á là kêu anh cứ ở yên để tụi em nuôi, chứ tụi em là ai để không thấy đi con khác để lại. Ừ.
Ừ, tụi em dám đi, tụi em là ai, em dám về nhà tụi em nha. Ủa, chữ lộn hả? Chục nó phải có cái giá không nó chứ em. Rồi em đọc đi 50 của em. Em đọc đó. Em là fan anh từ lâu, nhưng mà đây là lần đầu tiên được đi show riêng của anh. Em rất là vui thật, mong sẽ có bức ảnh riêng với anh. Dễ thương quá. Mà nghe cái này là phải ghi cái lúc mà trước khi vô show đúng không ạ? À? Vậy sao biết vui? Vui chưa? Vui dữ chưa? Chưa đâu ha, lát bát thôi còn vui hơn nữa nha. Ở đây rất nhiều em gái đúng không? Lát bát thôi anh kéo một vàng nam thần ra nhảy cho tụi em coi. Các em có muốn lộn không? Chị gần quá chị ơi. Mình trụ lại, mình lụm. Em yên tâm, lát anh mời 14 anh dancer ra đây lột áo cho em coi. Anh có cái gì đâu mà lột. Hello, vui hiểu quá. Kể từ khi các bạn biết em tham tiền, các bạn đã đẩy con số lên 500.000. 500.000, 1 triệu kìa em. Còn phụ kiếm, lát nữa nói chuyện sau nha. Gửi email cho inbox riêng nha. Bé trợ lý mới bắt em lên, chị ơi, chị vẫn làm MC nha kìa. Cho nên bây giờ giữ tiền đi, lát gửi riêng cho anh, muốn gì cũng được nha. Thôi, đừng biến tôi trở thành một con người như vậy. Xin phép được cất Stanley vào để ở một con số lý tưởng hơn chúng ta sẽ quay lại. Ok.